Và Liên bang Nga hôm qua đã diễn ra lễ trao giải thưởng quốc tế về sự công nhận xã hội mang tên Bồ Câu Bạc lần thứ 5, với sự tham gia của các đại diện đến từ 30 quốc gia. Bà Phạm Thanh Xuân, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga, nằm trong số 5 phụ nữ tới từ 5 quốc gia đã giành được giải thưởng này trong năm nay. Giải thưởng quốc tế Bồ Câu Bạc mang mục tiêu thúc đẩy vai trò công dân các quốc gia trong hoạt động phát triển cộng đồng, giữ gìn truyền thống văn hóa tinh thần của các dân tộc tại Liên bang Nga. Giải thưởng này lần đầu tiên được biết đến vào năm 2010 tại Hội nghị Phụ nữ quốc tế đối thoại khu biên giới ở Nga. Năm nay, bà Phạm Thanh Xuân, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga đã được trao giải thưởng bởi những đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội và ngoại giao nhân dân, góp phần vào việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ giữa các cộng đồng, giữa các dân tộc tại Liên bang Nga. Đại diện các nước khác nhận giải là Nga, Trung Quốc, Hungary và Nicaragua. Chủ nhân của những giải thưởng năm nay sẽ cùng các thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế với nhiều chủ đề nóng trên thế giới nhằm chung tay gìn giữ hòa bình và phát triển xã hội. Chương trình thời sự 12 giờ xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.